Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về.
Và xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón sự song ca đặc biệt của nhạc sĩ Đào Văn Sử và ca sĩ Kiều Trí Huệ qua ca khúc Giận Mà Thương. Nếu đứa nào quên quý vị thông cảm ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.